Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mega Technology. Và đã là số thứ tư của cái series là Các Bạn Hỏi Mega Trả Lời rồi. Bên cạnh mình đây là chị Bình, người con gái Huệ. Thì các bạn, chị Bình có là gì muốn gửi đến các bạn mà? Hello, xin chào mọi người. Rất vui khi được tham gia số quen này tuần này của Chương Bao. Thì hy vọng với niềm đam mê công nghệ của mình sẽ mang đến cho các bạn viewer của kênh Mega Technology thật là nhiều kiến thức bổ ích. Yeah. Thì tuần vừa rồi mình cũng đã đọc và lọc ra được một vài cái câu hỏi rồi. Thế này là số hôm nay mình sẽ trả lời các câu hỏi đó cho các bạn ha. Thì trước khi đến với câu hỏi thì mình intro thôi nào, let's go. Câu 1. Mình thắc mắc là laptop văn phòng và laptop gaming có mấy con bằng giá nhau, nhưng laptop văn phòng lại không thể chơi game, mà những cái con laptop gaming lại có thể làm các tác vụ văn phòng á. Thì vậy tại sao hai con này lại có giá bằng nhau? Thì mình không biết là các bạn thắc mắc giữa hai con laptop nào. Tuy nhiên thì nếu mà so sánh một con laptop gaming với một con laptop văn phòng á, thì mình nghĩ rằng nó cũng có tầm giá từ 15 triệu trở lên, đúng không? Thì mình khẳng định là những cái con laptop văn phòng mà có tầm giá đó trở lên á, thì nó có thể chơi game được. Tuy nhiên thì nó không chuyên về game mà thôi. Sự khác nhau duy nhất giữa hai cái con laptop này đó chính là việc phân bổ tiền vào các linh kiện ở trong những hai cái con laptop đó. Và lưu ý một điều rằng á, thì cùng một tầm giá, cùng một giá tiền, nhưng mà các bạn chọn laptop văn phòng thì nó sẽ tốt hơn laptop gaming, đúng không? Đúng, chính xác. Thì mình các bạn có biết tại sao là chị Bình lại nói là nó lại có cấu hình tốt hơn so với lại là laptop gaming không? Bởi vì tiêu chí của laptop văn phòng là gì? Nó mỏng nhẹ này, nó có thể đa nhiệm được các thứ. Còn đối với laptop gaming á, thì nó cần phải có tần số quét tốt nè, rồi bộ tản nhiệt tốt để phục vụ cho việc chơi game. Vậy nên là việc chi tiền vào đó nó sẽ tốn hơn rất nhiều so với laptop văn phòng. Vậy nên là với tầm giá tiền đó, các bạn có thể tìm được những cái con laptop văn phòng mà có chiếc độ họa cao hơn so với lại cái con laptop gaming. Rồi tiếp tục đến câu 2 nha mọi người. Thì cho mình hỏi là nếu dùng 2 thanh RAM DDR4 khác dung lượng thì nó có ảnh hưởng gì tới máy tính không ạ? Thì đây là một cái câu hỏi về RAM, thế nên là mình sẽ nhường chị Bình. Chị Bình là một người cực kỳ thích RAM. Theo như mình biết thì số trước chứ là có đề cập về vấn đề này rồi, đúng không? Chính xác. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đả lại một chút về vấn đề này nhá. Thì mình sẽ ví dụ luôn cho các bạn dễ hiểu. Mình đang có thanh RAM 8GB và muốn bắt thêm thanh RAM 16GB nữa. Thì cùng bớt ha, thì khi đó thanh RAM 16GB sẽ chia thành đôi là 88 và một nửa 8GB thì sẽ chạy dual channel, và một khi mà nó chạy hết thì một nửa 8GB còn lại nó sẽ chạy single channel. Thì về nhìn chung thì nó sẽ không có gì khác biệt đến ảnh hưởng đến nhau hết trơn á, thì nó chỉ khác biệt một xíu là đó là cách vận dụng RAM thôi. Đúng, chính xác. Nó đơn giản dễ hiểu hơn như là dual channel sẽ chạy trước và single channel sẽ chạy sau. Đó, kiểu vậy ha. Chúng mình cùng di chuyển qua câu thứ 3 thôi. Thì mình muốn hỏi là về eGPU rời cho laptop, thì laptop như thế nào thì hỗ trợ eGPU, và lắp eGPU rời thì máy có mạnh hơn nhiều không? Chị Bình có biết về eGPU không ta? Thì theo chị được biết á, eGPU đó là một cái con card đồ họa được gắn vào laptop, đúng không? Đúng, card đồ họa rời. À, card đồ họa rời, chính xác. Nói cho dễ hiểu hơn á, thì eGPU là một cái công cụ để mà các bạn có thể gắn được cái con card đồ họa rời vào trong cái laptop của mình. Và để có thể gắn được cái eGPU rời vào thì các bạn, cái laptop của bạn phải có một cái cổng. Thì chị Bình có biết cái cổng nào có thể hỗ trợ eGPU không ạ? Cổng Thunderbolt. Đúng, chính xác. Thì cái cổng Thunderbolt này thì các bạn có thể sử dụng hai loại, đó là Thunderbolt 2 và Thunderbolt 3, hoặc là các bạn có thể sử dụng luôn cổng Type-C luôn cũng được ha. Thì những cái con cái eGPU rời này thực ra nó là sử dụng một cái con card đồ họa của mà các bạn hay thấy ở trên các PC đó. Thì việc mà cắm vào một cái con đồ họa rời vào trong một cái laptop á, thì nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều so với việc là các bạn sử dụng một cái con card onboard ha, kiểu là vậy đó. Nhưng theo mình á, thì mình nghĩ là các bạn, khi mà các bạn mua một con eGPU này, sau đó các bạn mua thêm một cái con CPU nữa, thì các bạn sử dụng một cái khoản tiền đó để các bạn pass cái laptop cũ của các bạn đi, sau đó các bạn mua một cái con laptop gaming thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Đó là theo mình thôi, còn nếu các bạn thấy như thế nào thì đó là việc của bạn nha, các bạn tự quyết định việc đó. Mình sẽ chọn cách giống như chương. Yeah, nó sẽ tối ưu hơn rất nhiều, đúng không? Đó.
nó sẽ đỡ phức tạp hơn vì các bạn cắm một cái con Easybo vào thì nó sẽ hơi bị rườm rà một chút xíu. Rồi, di chuyển qua câu thứ tư. Mang PC mình có 4GB RAM, mình muốn nâng cấp lên là 16GB RAM á, thì mình dùng 2 thanh, mỗi thanh 8GB, là mình dùng 4 thanh, mỗi thanh 4GB ạ. Lại là một câu hỏi về RAM nữa cho nên chị Bình sẽ trả lời luôn ha. Ok, theo mình thì mình sẽ chọn 2 thanh 8GB nha. Thì 2 thanh 8GB nó sẽ đem lại hiệu năng ổn định hơn. Thì theo như mình được biết thì trên thị trường á, hiện nay thì rất là ít cái dòng mềm mà có hỗ trợ chạy 4 kênh, thì nó chỉ chạy 2 kênh thôi. Thì đó là Dual Channel đó. Dual Channel 2 kênh. Cái việc mà bạn lắp 4 thanh RAM vào thì nó cũng chỉ chạy 2 cái thanh RAM thôi. Thì 2 thanh RAM còn lại thì nó sẽ rất là phí và hẳn nó sẽ không hoạt động hết công suất của nó được. Thì với lại một điều là nếu mà Susu mà lắp 4 thanh RAM mà bị hư, bị lỗi, gặp sự cố thì nó rất là mệt nha. Mệt hơn là 2 thanh RAM rất là nhiều đúng không? Thì đó, vậy là về vấn đề nâng cấp RAM thì anh em có thể nâng cấp dễ dàng hơn. Ví dụ giống như muốn nâng cấp lên 32GB đi chẳng hạn, thì anh em chỉ cần mua thêm 2 thanh RAM 8GB nữa thôi, gắm vào, nó đỡ mất công phải bán hay trade đi tất cả các 4 thanh RAM 4GB rồi lại mua thanh RAM mới lắp vào đúng không? Đúng, chính xác, rất là phiền luôn á. Đó, thì mình cũng đồng ý theo cái cách mà giải quyết của chị Bình. Việc mà chạy 2 thanh RAM 8GB đương nhiên nó sẽ tốt hơn việc chạy 4 thanh RAM 4GB rồi, ít nhưng mà chất lượng, nó kiểu vậy. Rồi, thì câu vừa rồi cũng đã khép lại cái số thứ tư của cái series là các bạn hỏi Mega trả lời rồi. Thì giờ mình có đôi lời nào muốn gửi lại các bạn? Đầu tiên thì mình muốn cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Thì mình hy vọng trong số 6 và số 6 nữa các bạn sẽ gửi thật nhiều câu hỏi hữu ích và hay đến cho bọn mình nữa. Xong rồi hả? Dạ, yeah. Rồi. Thì cảm ơn các bạn vì đã xem video hôm nay. Thì hy vọng các bạn sẽ thích nó. Thì một lời cuối thì tụi mình xin cảm ơn các bạn. Rồi, các bạn hãy nhớ theo dõi, các bạn nhớ like, subscribe cũng như là nhấn đăng ký phía bên dưới để nhận ngay các thông báo về các video cực hot của Mega Technology. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye.